hướng dẫn cách đánh ba sao cực kỳ đơn giản thử thách căn cứ phồn thịnh sẽ có mặt trong video ngày hôm nay let's go Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming Mình là Akari đây Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các sếp cách đánh 3 sao Những cái thử thách căn cứ phổ thịnh Để các bạn nhận được những phần thưởng rất giá trị đến từ Supercell Và đặc biệt nếu bạn giành được 28 sao Bạn sẽ có ngay một bộ áo giáp cho cỗ máy chiến đấu của bạn Một bộ áo giáp cực kỳ ngầu và rất là đẹp Anh em mặc vào để trải nghiệm căn cứ thợ xe cấp 10 nha Let's go Úi xôi soi, lên là lên là lên. Yeah ơi ok sếp hãy đưa ra cảm nghĩ của anh em về bộ trang phục này nhá còn bây giờ đánh từ thử thách hội trường thời sẽ cấp hai nào ok các bạn nhá chuẩn bị cho tớ hai cung lén lút ngay chỗ canon góc trường 9 giờ rồi bắt đầu vào ba luôn barbarian rồi tiếp tục một cung sát với cả là canon hai nòng rồi như vậy là đại quân cứ vậy là ủi thôi cái này là anh em núp lụp ngái vào thật nhanh tay là xong lúc mà hai em cung thủ lén lút bắn được cái canon hướng 9 giờ được nửa máu là các bạn vào thôi trận đầu tiên rất dễ dàng rồi tiếp tục qua thử thách thứ hai nào các sếp ơi builder hôn ba cho cung ở góc hướng 12 giờ và hướng 9 giờ chỗ tập bắn hai em một em là góc 12 giờ một em 9 giờ bắn cái kho tím và mỏ ngọc tiếp tục cho minion chỗ lồng đèn và cục đá bây giờ ăn vào cái nghiên cứu thả Giant ra để hút đam cho trụ A chờ. Hãy nhớ cú đấm đầu tiên là đấm vào trụ A chờ. Nó sẽ giúp cho anh em khỏe hơn. Bây giờ thì cứ mặc kệ Giant thôi. Chúng ta quan trọng là ở cái Tesla hướng 9 giờ. Anh em hãy chuẩn bị cho tớ một Minion để bắt vào Tesla hướng 9 giờ. Và khi mà đã bắt được xong cái Tesla là cái thử thách này của chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ thì chỉ cần chờ đợi thôi đơn giản dễ chơi dễ trúng thưởng luôn các sếp hiện nay đang có rất nhiều gói ưu đãi trong cửa hàng nên anh em mà múc gói thì bị ô quốc gia anh em cần tư vấn cách khắc phục thì cứ liên hệ fanpage Akari Gaming của mình với hơn 143 người theo dõi Facebook để được tư vấn khắc phục lỗi quốc gia nha thế nào tự làm được thì anh em hãy nhớ nhập mã Akari nha đây là cách các bạn ủng hộ tới với Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tôi tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans chúc anh em thành công và như vậy là chúng ta đã xong thử thách thứ hai ở căn cứ thợ xây cấp 3 Easy các bạn Tiếp tục Căn cứ thợ xây cấp 4 Hãy chuẩn bị cho tớ Cho cung thủ lén lút ở đấy Một em nhà các sếp Rồi Một em Giant này Ném bom ngay ở phía sau Để ăn chéo góc Tiếp tục một cung thủ nữa Bắn vào kho tiên dược Mỏ tiên dược Rồi Sử dụng kỹ năng cho bom Ném thông vào Mở lối Ok luôn các bạn Và tiếp tục đưa cung lại để rỉa Cho Giant xông thẳng vào trong Sau khi mà Giant bật kỹ năng hết này xong thì các bạn hãy cho hướng 9 6 giờ để cho baby tiểu long ăn khu vực nhà chính phía dưới và cái ăn mỏ vàng và tháp cung rồi các bạn hãy nhớ sử dụng kỹ năng của bom thủ trong tình huống này để giúp cho em ấy phá hủy những công trình phía trong tốt hơn đấy và bây giờ thì cái thử thách này đã hoàn thành bởi vì baby tiểu long của chúng ta ăn xong trụ a chờ là thắng không còn cái tấn công ở bom bay nữa nên là cứ vậy là ủi thôi và chúc anh em thành công mấu chốt của cái thử thách này là Giant và bom thủ của chúng ta phá vỡ được ở góc hướng trên 12 giờ đi xuống là nó toàn bộ đã xong đây là thử thách ở căn cứ thợ xây cấp 5 các bạn hãy để ý hòn đá hiếm 4 ô vuông ở góc hướng 2 giờ chúng ta chuẩn bị thả Giant và nhớ sử dụng kỹ năng của bom thủ ngay trong tình huống này luôn các bạn nhé để phá tường vào khu phía trong rồi Canon 3 giờ 4 giờ cho baby tiểu long nhà chính cho cỗ máy chiến đấu và bây giờ đội quân của các bạn nó sẽ vào sâu thẳng thôi baby sẽ dọn cỗ ở khu vực dưới góc 6 giờ tiêu diệt máy đập rồi là lính hội thành và các bạn hãy để ý vào kỹ năng của bom thủ hãy sử dụng khi mà có thể cứ nó bắt đầu có cái là anh em sử dụng ngay sức công phá nó sẽ là rất tốt và mở lối để cỗ máy chiến đấu đi một hướng từ 12 giờ về 9 giờ còn baby tiểu long nó sẽ dọn rất đẹp một cụm khu phía dưới khi mà nó vào khu trung tâm thì cái tháp bóng bay kia nó cũng sập rồi và hãy nhớ sử dụng kỹ năng của búa chứ cỗ máy chiến đấu đập cái là hẹo thôi và đây là cái nhánh đơn giản cho các sếp hoàn thành thử thách ở căn cứ thợ xây cấp 5 đây là cách đánh thợ tây thứ sáu anh em thả cung thủ vào tháp đồng hồ và nhà nghiên cứu đưa Giant ra để phá bom tiếp tục là cỗ máy chiến đấu cũng vào việc hai em wish ở khu vực góc hướng 3 giờ chờ cái tesla lồi lên thì cho ngay một cung thủ lén lút vào và bây giờ thì đội quân của chúng ta sẽ ồ ạt à, tấn công thôi anh em chỉ cần để ý đến kỹ năng của tướng là xong còn một cung thủ thì chờ đó khi nào mà gặp biến nguy hiểm thì hãng thả còn không thì cứ tiết kiệm còn đây là mình sử dụng luôn cho nó cắt góc ở cụm phía dưới. Còn bây giờ thì à, lính hội của bộ đội bạn sẽ bị đứt sớm thôi mà. Một em wish chúng ta hy sinh thì cái bass nó sông lên. Và khoan hãy sử dụng vội. Khi nào cần thì hãy dùng. Bởi vì các bạn có thể xài kỹ năng này cho ở phần thi đấu thứ hai cũng được. anh em đưa canon ra để bắt cái hai nòng nha. đại Giant ăn hai nòng này, rồi cố máy đi hướng từ cung thủ và em Wish thì ở ngay khu phía sau. Và tầm này thì Wish chúng ta đã mất kỹ năng rồi. Mình đang để dành một em Archer chờ đây. Đáng ra thì có em Archer chờ đến nút này thì khi mà cái canon hai nòng nó bắn vào em Giant thì các sếp có thể đưa ra để cho Archer chờ nó bắt. Mình quên mất gõ cái nữa và như vậy là các sếp đã có 3 sao trong trận thi đấu này rồi đấy easy game anh em ok anh em bây giờ chuẩn bị cho tớ có máy chiến đấu đánh thẳng vào khu vực góc hướng 9 giờ rồi bây giờ hai em thả xương hai ngón ở tên tháp đồng hồ và nhà nghiên cứu rồi và bây giờ là minion rồi ok cứ thả tệ ga đi các bạn nhiễu sự chú ý mà chỉ để dành lại bốn em minion này để ăn vào cái tháp bóng bay rồi là xong nhiệm vụ rồi bốn em sẽ đảm bảo ăn được cái bóng bay và bây giờ mẫu bay này nó đã nát một cách cực kỳ đơn giản sạch và anh em cảm nghĩ như thế nào về bộ trang phục giáp ngày mới này này các bạn đấy cái trang phục mà khi anh em nhận được đủ sao cái là anh em có ngay bộ này quẩy cực đã luôn ok chui vào đây 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 bây giờ anh em tiếp tục sử dụng cỗ máy ở góc hướng 9 giờ vào ăn cái này rồi vào việc nha để cho cái phóng lửa nó nhắm vào tướng rồi bây giờ thì ồ ạt minion trời Minion, Minion Úi rồi tiếp tục thả xương vào Đây là một combo đánh càng Sẽ rất là hiệu quả cho anh em Minion còn lại để bắt cái cannon đấy các bạn Đấy, xoay Thả xương ạ à. Rồi, chuẩn bị chờ lên gồng 3 lên rồi đây. Chuẩn bị để vào đây này. Tớ mà khỏe lên cái thì bạn Nằm với tớ 1, 2, 3 Bật gồng đây không bật gồng cũng được không sao bạn ơi e. múa hết bạn ơi e. đây là một combo đánh càn mà anh em đấy sợi đúng rồi gồng sợi múa hết thắng ơi easy game các bạn ạ mặc bộ trang phục áo giáp này vào đảm bảo uy tín và anh em xem tiếp những thử thách tiếp theo nhá rồi tiếp tục nào anh em ơi hãy chuẩn bị cho tới hai ngón nhá vào ở chỗ cái góc 3 giờ và góc 10 giờ nào đây hai giai ẩn vào hai pk vào cỗ máy cũng vào luôn rồi Barbarian ở chỗ tháp đồng hồ để tiêu diệt cái tesla rồi tiếp tục một pk ở góc nhà nghiên cứu ngôi sao bây giờ cứ vậy là tấn công thôi và bên cạnh nhà chính còn cái tesla thì đấy lồi lên thì sử dụng barbarian để tiêu diệt tesla và hãy cố gắng để ý trong giai đoạn này là cái kỹ năng của tướng các bạn cứ chờ đến ba cái rồi là quất thôi còn không còn lại không phải lo rồi này kỹ năng của tướng đập phát này chiu phát nữa chiu hai cái máy đập và cái tháp hồ quang điện siêu cấp đã bay màu và như vậy các bạn qua cái màn này rất đơn giản luôn đội quân đang còn rất đông các sếp nhá và chúng ta tiếp tục sang tiếp giai đoạn 2 nào anh em ván nào dễ thì dễ mà ván nào khó thì khó bây giờ thì sử dụng minion trước đi cho tớ rồi, Minion sẽ vét được cụm khu phía dưới. Đây. 2 giờ, 3 giờ và 4 giờ, Giant vào này, PK vào hai bên này. Rồi, mặt còn lại đối diện cho trực thăng chiến đấu vào và một em PK thứ ba để vào ăn Tesla. Rồi, đội quân của các bạn cứ vậy là mặc định cho anh em mày đánh thôi. Bây giờ chỉ cần chú ý vào thời điểm cái kỹ năng của trực thăng chiến đấu của chúng ta nữa thôi là xong mình vẫn đang cất giành lại bài mình đang chờ kỹ năng của tướng ở đây để lao vào diệt giáp bì. đấy quang bom giáp hy sinh hết và hai em uh, barbarian của mình một là để dụ cannon và hai là để vét ra khu phía ngoài thôi đấy ở giai đoạn 2 thì anh em có bao nhiêu quân anh em ôn in vào hết thôi mà à, như vậy là xong thôi rồi anh em chuẩn bị tới cỗ máy chiến đấu ở tháp đồng hồ và bây giờ chuẩn bị hai ngón cho hot bay nha Mà chờ nó đập vào cái doanh trại đã Rồi hãng vào à, Hai hóc để tiêu diệt trụ A chờ và Canon đôi Ở hai góc 10 giờ và 2 giờ Rồi một em nữa vào ăn cái Edifan ở phía dưới Rồi bắt đầu tiếp tục vào hai hóc tiếp và hai hóc ở góc ăn một trụ Archer chờ và còn một hóc nữa vào phía dưới và bây giờ chúng ta sẽ cứ để mặc định chúng nó đánh thôi và hãy để ý lại một lần nữa là sử dụng kỹ năng cho tướng và thế là xong thôi ở cái màn này mình không xài pk bây giờ vào đây chúng ta hãy để chế độ trực thăng bắn ở góc 6 giờ đi lên cứ bình tĩnh nha các sếp nha cứ bình tĩnh à, cái màn này thì chúng ta chờ đợi để cho thực trăng nó cân hết cái góc này tập trung đi fan ở cái hướng góc 12 giờ mới nhiều thì đội quân Hawk PK và Giant của chúng ta sẽ lo anh em không phải lo đâu chỉ cần để mắt đến cái trực thăng này và hãy lưu ý cách mà mình sử dụng kỹ năng của trực thăng này rồi bây giờ có ba cái là xông vào luôn đấy nhớ là kỹ năng full ba nha bắt đầu vào tiếp tục ở đây nó sẽ bắn Tesla đấy cho nó tiêu diệt cái nòng súng cối và tiêu diệt Tesla xong thì hãng thả Giant ở góc hướng 12 giờ cứ bình tĩnh anh em chờ đợi một chút rồi chuẩn bị Giant và PK hướng góc 12 giờ rồi phía ở góc còn lại về 3 giờ chỗ lều ô tô đưa hóc vào rồi lưu ý cất dành lại hai hóc đấy để hóc bay bắn vào cái máy đập và một hot bay còn lại sẽ cho vào cái phun lửa. Rồi, và như vậy là đã xong rồi. Thử thách của các bạn đã hoàn thành rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho tớ hai giant vào chỗ cái canon và hai Wizard ở nghiên cứu và đồng hồ, nhớ chế độ lửa điện để vào giật làn. PK và cỗ máy vào mỏ ngọc và barrack. Rồi, bây giờ là cứ để cho pháp sư nó giật điện xung quanh thôi. Giật bốn công trình đã đừng hỏi luôn anh em ạ. À. Quá chất chơi luôn. Và em baby của chúng ta sẽ là từ góc hướng 12 giờ đổ xuống nhưng thời điểm là khi mà cái nhà chính này nó sập được các bạn này. Rồi, bắt đầu vào phía trong này chút xíu. Đội quân khi nào thấy đấm tường là cho baby vào. Rồi, pháp sư đổi chế độ lửa khi gặp con barbarian. Còn con còn lại cứ để mặc định là điện ở hai cánh, cánh nào cũng được. Miễn sao cứ gặp Barbarian là anh em sử dụng chế độ lửa. Còn con còn lại cứ để chế độ điện. Và Pháp Sư đội quân của chúng ta vẫn đang rất khỏe. Chỉ có hai em Giant đỡ đòn thì hy sinh sớm thôi. Và từng này đội quân thoải mái tiếp tục sang giai đoạn 2. Cực kỳ dễ luôn. Bây giờ mặt cái máy đập chuẩn bị bốn em cùng để tiêu diệt hai em Tesla ở đây Đấy, đưa một em trước thăm dò cho nó lồi lên thôi Rồi bây giờ chuẩn bị Khi mà sập xong cho baby máu lớn Vào ăn cái máy đập Baby máu yếu thì ăn cái hướng 6 giờ Chỗ chạy hồi máu Hướng còn lại cho PK và cỗ máy Tiếp tục hai pháp sư hỗ trợ hai bên Và bây giờ Anh em không phải làm gì cả Nhiệm vụ là các bạn ấy đánh Thế rồi Còn để ý máu ở kỹ năng của tướng Tụt thì anh em bật gồng thế là xong và đối với cự ly tầm gần như thế này Phạm sư giật theo chế độ lửa nó đốt nhanh đừng hỏi luôn các sếp ạ nhoang cái thôi là xong rồi đấy hết cái bay rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu vâng xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem đến giây phút này và chúc tất cả quý vị các bạn giành được tất cả phần thưởng ở trong thử thách này nha